Hello, welcome back to my channel Start the Game Deco. Và clip này thì mình sẽ chơi từ loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá tới cái đầu tiên nào. Ở First Edge. Okay. Dubai, ok. Một con đường đua khá đẹp. So great score. Oh man, okay. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, review racing. Và nâng cấp cho xe của mình khỏe lên nữa. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ ba, Cycling Rush Rally 2. Họ cũng phải đi rất là nhanh. Phải cố gắng vượt qua. Ok, đã thành công. Rồi, tiếp tục. Oh my god. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư ở Fight Extreme. Ok, tiếp tục là Need for Speed Most Wanted. Ok, tiếp tục là Bridge Racing 3. Let's go. Wow, ở đây phải đầu lát thôi. Okay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. even fly. Ok, tiếp tục là CR Racing 2. Ok, xe đua, chiếc xe khá đẹp. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Rush Rally 2. Ok, tiếp tục rồi. Rush Rally 3. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Solid Rushing. Wow, hơi dập một chút. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo của con Rush Rally 2. Let's go. Anh ta đi rất là nhanh. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.